Hello anh em. Và như vậy là Apple đã chính thức tung ra MacBook Air M3 và cực kỳ nhanh chóng mình đã có ngay ở đây MacBook Air M2. Vâng, chính xác là M2 anh em nhé, chứ làm gì có Air M3 sớm như vậy đúng không? Vậy thì với tầm giá loanh quanh tầm 25 củ, anh em có nên tậu luôn cho mình Mac Air M2 hay không? Hay chúng ta sẽ đợi một cái thời gian nữa khi mà Mac Air M3 về hàng? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tất cả những cái trải nghiệm của cá nhân mình về MacBook Air M2 phiên bản 13.6 inch để xem là liệu con máy này có đáng để sở hữu ở thời điểm hiện tại hay không. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Vũ Official, mình là Võ Thành Tế. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua một chút về phần thiết kế của Mac Air M2. Thì thực sự là mình rất thích thiết kế của con này so với Mac Air M1 trước đây, khi mà Apple họ không còn vát cong cái mặt D bên dưới nữa để tạo cảm giác mỏng nữa. Nhưng mà con này vẫn rất mỏng anh em nhé. Và tổng thể của chiếc máy này thì trông nó vuông vức hơn, nam tính hơn, và nó trông giống với dòng Mac Pro hơn, nhìn nó sang trọng hơn hẳn. Ở bên cạnh đó nữa thì máy vẫn rất mỏng và rất nhẹ. Con này là mỏng 11.3cm và nó chỉ nặng 1.24kg thôi, cực kỳ nhẹ. Và nếu như mà anh em nào mà xài iPad Pro 12.9 mà anh em còn gắn thêm một cái Magic Keyboard vào nữa thì con này nó thậm chí nó còn nhẹ hơn. Thêm một cái điểm cộng nữa về con Mac Air M2 này ở phần thiết kế là nó sẽ có bổ sung thêm hai màu sắc, đó là xanh đen và ánh vàng. Còn với bản thân mình thì mình vẫn thích cái Spray Gray này thôi, một cái màu rất là cơ bản và basic và trông nó cũng rất là đẹp. À, có một cái nữa đó là anh em sẽ thấy là Mac Air M3 vừa mới ra mắt thì nó vẫn sẽ giữ nguyên thiết kế như con Air M2 này luôn. Và thậm chí theo bản thân mình đánh giá như là khả năng cao trong nhiều năm sắp tới khi mà Air M4, Air M5 ra mắt thì Apple họ vẫn sẽ không thay đổi thiết kế đâu. Thành ra là nếu như anh em tậu Mac Air M2 thì đây thiết kế là một thứ mà anh em không lo bị lỗi thời. Phần thứ hai đó là phần màn hình. Thì anh em nhìn vào chúng ta sẽ có một cái màn hình hoàn toàn mới so với các phiên bản trước đây, đó chính là cái tai thỏ. Thông thường cái tai thỏ anh em chỉ quen trên iPhone thôi đúng không? Vậy thì đưa lên MacBook nó sẽ như thế nào? Ở trải nghiệm cá nhân mình nhé, lúc đầu vừa mới tiếp xúc thì mình hơi khó chịu một tí xíu. Nhưng chính cái phần viền màn hình tai thỏ này nó giúp cho đó là cái cạnh trên của con MacBook này trông nó mỏng hơn và nó đều hơn so với các cạnh viền còn lại. Thế nên là cái không gian trải nghiệm của chúng ta nó cũng sẽ lớn hơn. Cùng với một kích thước như Mac Air M1 nhưng bây giờ không gian chúng ta là to hơn 0.3 inch, là 13.6 inch. Và khi mà anh em dùng quen rồi thì cái màn hình tai thỏ này nó hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến cái trải nghiệm làm việc hay là xem video của anh em đâu. Và cái màn hình này thì nó cũng là cái màn hình Liquid Retina với cái độ chuẩn màu rất cao. Anh em sẽ có khoảng tầm là 85% DCI-P3, cộng với đó nữa thì chúng ta sẽ có độ sáng là 500 nit, tức là nó sẽ cao hơn tầm 25% so với Mac Air M1. Và trải nghiệm cá nhân mình khi mình làm việc, mình xem video các nội dung HDR trên này rất là tuyệt vời. Và thậm chí là với cái độ sáng 500 nit thì anh em hoàn toàn có thể làm việc trong môi trường điều kiện ánh sáng văn phòng mạnh như là trong studio này, hay là anh em mang ra cà phê ngồi, anh em ngồi làm việc ban công thì vẫn có thể xài tốt anh em nhé. Mình là một đứa thường xuyên làm về Lightroom hay là AI yêu cầu cái độ chuẩn màu cao thì con này nó cũng đáp ứng đầy đủ nhu cầu bản thân khi mà nó có thể xử lý tốt các hệ màu 10 bit. À, có một điểm anh em lưu ý, con này là Mac Air thế nên là nó sẽ không có cái màn hình mini LED và màn hình của nó cũng không phải có công nghệ ProMotion 120Hz giống như là trên những con Mac Pro đâu. Thế nên là anh em cũng đừng yêu cầu quá cao nhé. Nhưng 60Hz với công nghệ Liquid Retina cho cái trải nghiệm quá tuyệt vời rồi. À, thêm một cái điểm nữa mình quên nói, đó là con màn hình này thì cũng có công nghệ True Tone luôn, tức là nó sẽ tự động đo cái điều kiện ánh sáng của môi trường và sau đó nó sẽ tự động thay đổi cái cường độ ánh sáng của màn hình này. Đó. Và như bản thân mình thì mình cũng mặc định là mình sẽ để True Tone luôn. Ra ngoài trời làm thì tự động màn hình sáng lên, vào trong phòng làm việc tắt đèn thì nó tự động điều chỉnh ánh sáng giảm xuống để dịu mắt. Rất thoải mái khi các bạn làm việc trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau nhé. Phần thứ ba thì mình sẽ nói về cấu hình. Thì có một cái mình sẽ thấy này, đó là đa số anh em làm về thiết kế đồ họa, hoặc là anh em làm về cốt nặng, hoặc là anh em làm về những tác vụ siêu nặng ở trên MacBook thì hầu hết là anh em sẽ chọn Mac dòng Pro đúng không? Vậy thì còn với Mac Air thì nó sẽ dành cho những anh em mà làm việc văn phòng, tất nhiên nó vẫn sẽ làm được những cái tác vụ media hay là những cái tác vụ nặng cơ bản anh em nhé. Thế nên cấu hình thì mình thấy là nó không còn quá quan trọng trên con Mac Air M2 này nữa, khi mà chúng ta sẽ có một con chip M2 với 8 nhân cùng với đó là 8GB. Cái phiên bản tối đa anh em có thể chọn là 24GB và phiên bản thấp nhất là 256GB nhớ xong. Anh em có thể chọn bản tối đa Mac nó lên đến là 2TB anh em nhé. Và với thực tế nhu cầu cá nhân mình là một bạn làm content creator thì gần như là con này nó out trình tất cả những cái tác vụ phổ thông hàng ngày mà mình làm việc. Và nếu như mà anh em có cần làm những cái tác vụ nặng
về AI, về After Effects hay là về Lightroom hay là về những cái tác vụ liên quan đến render video thì con này nó vẫn dư sức có thể đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu của anh em đó luôn. Theo như Apple họ công bố thì cái CPU M2 này nó sẽ mạnh hơn đâu đó một khoảng tầm 18% so với M1, còn GPU thì nó sẽ mạnh hơn khoảng tầm là 35%. Và với những tác vụ hàng ngày của cá nhân mình là chủ yếu làm việc văn phòng thì chưa bao giờ mình chạy full load CPU cả. Thêm vào đó nữa thì nếu như mà anh em chơi game thì chắc chắn là anh em sẽ không chọn MacBook đâu, bởi vì là cái kho game trên macOS nó tương đối là hạn chế. Thế nên là chúng ta bỏ game vào bên nhá. Pin là một trong những cái ưu điểm rất mạnh trên các dòng MacBook, và với con M2 13.6 inch mình đang có ở đây thì chúng ta sẽ có viên pin dung lượng là 52.6 Wh, và theo như Apple công bố thì nó có thể làm việc liên tục từ 17 đến 18 tiếng. Nhưng mà thực tế với cái trải nghiệm của cá nhân mình làm việc hỗn hợp rất nhiều tác vụ, từ việc là mở nhiều cái tab để đọc tin tức, mình mở rất nhiều những tab Chrome để làm việc, và sau đó mình còn xem video, mình còn cắt ghép hình ảnh các thứ nữa, thì mình có thể on screen liên tục khoảng tầm từ 7 đến 8 tiếng. Còn nếu như mà anh em không có on screen liên tục thì con này mình chắc chắn là có thể làm việc được cả ngày. Và nếu như bạn nào có nhu cầu là mang ra cà phê làm việc, các bạn có thể là cầm đi gặp đối tác các thứ đi đâu đó, không cần phải mang theo sạc, vẫn thoải mái anh em nhé. Ngoài ra trong quá trình trải nghiệm với MacBook Air M2 phiên bản 13.6 inch này thì mình thấy là nó còn rất nhiều những cái nâng cấp cực kỳ đáng để anh em xuống tiền luôn. Cái đầu tiên mình rất thích đó là phần giải loa nó đã biến mất rồi. Anh em sẽ không thấy hai cái giải loa hai bên ở phần bàn phím ở mặt C này nữa, mà Apple họ đã giấu cái giải loa này xuống cái phần là tiếp xúc giữa màn hình và bàn phím. Thế nên là chúng ta sẽ có một cái mặt C rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn và nó liền mạch hơn. Và cái không gian bàn phím chúng ta bây giờ nó cũng đã lớn hơn rất nhiều. Về cái bàn phím thì như anh em thấy là cái bàn phím, cái phím ESC nó đã to hơn, dài hơn này. Và cái hàng phím F cảm giác như là nó đã to gấp đôi so với trên con Mac M1, Mac Air M1 rồi đúng không? Và cái cảm giác gõ thì anh em gõ không lo bị lệch nữa. Bên cạnh đó nữa thì cái hành trình phím trên con này nâng lên là 1mm, và cái cảm giác mà anh em gõ văn bản nó đã sướng hơn rất nhiều so với các con MacBook Air trước đây. Có một cái nâng cấp mà mình thấy nó cũng rất phù hợp với bản thân mình, đó là camera. Con này sẽ được nâng từ 720 lên 1080 Full HD. Và bản thân mình là một người làm văn phòng, mình thường xuyên phải họp hình video call qua Google Meet. Và với camera Full HD như này thì anh em sẽ có một cam nét căng hơn. Những anh em nào mà thích video call để họp hành, họp online, làm việc online, đây là một cái nâng cấp rất đáng chú ý anh em nhé. Một cái điểm nâng cấp cuối cùng mà mình thấy là nó cực kỳ tốt so với các cái dòng MacBook gần đây là anh em sẽ có thêm một cái cổng sạc MagSafe bên này. Với cổng sạc MagSafe này thì có nghĩa là khi mà sạc anh em sẽ tiết kiệm được một cổng Type-C đúng không? Tức là các bạn có hai cổng Type-C, một cổng để các bạn có thể kết nối cái hub và một cổng còn lại để các bạn có thể sạc cho điện thoại hay là bất kỳ một cái tác vụ gì đấy. Thì đây là một cái điểm mà Apple họ đưa cái cổng MagSafe này quay lại sau nhiều năm. Một cái nâng cấp mình thấy là rất đáng đồng tiền bát gạo. Và đó là tất cả những cái trải nghiệm của cá nhân mình về MacBook Air M2 phiên bản nhỏ gọn 13.6 inch. Tổng kết lại thì mình là một đứa làm content creator, một người làm nhiều về tác vụ văn phòng, và mình cũng có làm hậu kỳ media vừa nhẹ, nó không quá nặng. Thì con Mac Air M2 này nó hoàn toàn đáp ứng đủ cái nhu cầu cá nhân mình. Còn đối với anh em thì sao? Anh em sẽ chọn MacBook Air M2 hay là anh em sẽ đợi thêm một cái thời gian nữa khi mà Mac Air M3 nó sẽ về hàng tại Việt Nam, thì anh em có thể là comment bên dưới video ngày hôm nay nhé. Hiện tại thì Mac Air M2 nó cũng đang có giá rất tốt, loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 25 đến 26 củ. Anh em có thể là truy cập vào website phongvu.vn để tham khảo. Và nếu như bạn nào chịu khó mà săn sale vào các ngày sale lớn trên các sàn thương mại điện tử, thậm chí giá nó còn thấp hơn nữa nhé. Và anh em cũng đừng quên là nhấn subscribe cho kênh YouTube của Phong Vũ Official. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong rất nhiều video tiếp theo. Bye bye anh em.